cô bé kia cũng không phải là con người. Hai người suy đi nghĩ lại ước định không được nhòm vào cái lỗ nữa. Thế nhưng điều không thể ngờ tới là vào một buổi tối, cô bé kia lại đích thân tìm đến cửa. Kim đang thay quần áo, khe cửa lại bị từ từ đẩy ra, một đôi mắt dâm dê ló vào trong nhìn. Kim vừa ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Thim đang cười xấu xa. Cậu làm cái gì vậy? Nhanh ra ngoài, cái đồ biến thái này, tôi chỉ nhìn thôi mà có làm cái gì đâu, nhanh đi ra ngoài. Kim gọi em trai mình, thế nhưng bắt từ lúc sinh ra vốn dĩ đi lại khó khăn, căn bản không giúp được gì, đối diện với sự uy hiếp của Thim, lại vô cùng yếu đuối không dám phản kháng. Không còn cách nào khác, Kim chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ mình, thế nhưng trên đường về nhà, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Tai nạn nghiêm trọng đã khiến bà mẹ biến thành người thực vật, xác suất tỉnh dậy không được 20%, hai chị em được ông bà ngoại chưa từng gặp mặt đón về nhà. Cứ nghĩ rằng như thế sẽ thoát khỏi được Thim, lại không ngờ tới thằng nhóc đó lại tìm đến nhà, còn to mồm nói sẽ hủy hoại sự trong sáng của Kim. Nhớ kỹ lời tao đấy, mày xong đời rồi. Dưới sự chất vấn của chị mình, bắt cuối cùng cũng nói ra sự thật. Nó quay lén video chị tắm trong nhà thể dục. Càng điên hơn là Thim lấy chuyện này ra để uy hiếp, yêu cầu bắt phải tác hợp cho hai người, nếu không sẽ tung video này lên trên mạng. Lúc Kim nghĩ mọi thứ sắp toang toác hết rồi, sự việc lại được bẻ lái bất ngờ. Điện thoại của ai vậy? Ôi trời, là của thằng Thim. Chắc là hôm qua nó không cẩn thận đánh rơi mất điện thoại ở đây. Đúng là vận may từ trên trời ban xuống, mà có được mà không mất công sức. Kim trong lòng vui sướng, tốt quá rồi, để chị tìm xem có video của chị.